Chào cả nhà nhé. Hiện tại là mình đang có mặt tại Taco An Lạc. Thì nói chung là mình đang chờ đợi để mà giới thiệu đến các bạn một cái siêu phẩm xe bớt của Mercedes. Đấy, anh em cũng nói với mình là review rồi trải nghiệm cái xe này từ lâu rồi đấy. Nhưng mà hôm nay mới có dịp mà liên hệ được với em Tuấn để sẽ là giới thiệu cho mình. Bây giờ mời các bạn lại đây. Công ty lớn quá nhà Tuấn nhỉ. Hôm nay mình có gặp hai Tuấn, đó là Tuấn Container và Tuấn Ròm. Tuấn Ròm là gọi là bên kinh doanh, phòng kinh doanh về xe tải, xe bớt. Nói chung là xem rất là nhiều rồi, trên mạng anh em review rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp mà review, trải nghiệm. Chào em nhá. Ôi giời ơi, rất là vui hôm nay được gặp em, mà sẽ là hướng dẫn cho anh về quay về trải nghiệm cái xe mèo. Bây giờ anh em mình đi nhờ, công ty rộng quá nhờ. Nguyên cả cái công ty đằng sau rộng quá. Chào khán giả kênh của Tuấn luôn. Anh em quay hỗ trợ giúp rồi. Hai bên đây luôn hả em? Dạ, hai bên. Quá lớn nhỉ? Xe ông anh, xe lớn gầu kéo. Gầu kéo lá. Bên này là xe tải về Kia, Taco, có cả xe khách Iveco rồi mẹt bên trong luôn à? Dạ đúng rồi. Thế còn cái chiếc mẹt hôm nay anh muốn tìm là nó nằm ở đâu? Đó anh. Trong đấy luôn à? Rồi bây giờ là tham quan sơ qua bên ngoài tí, vì thấy công ty của em bán xe mà có cái ngoài mặt bằng quá rộng luôn đấy. Dạ. Bên này là những cái dòng xe bớt à? Bên đây là chuẩn bị giao cho khách. Khách đăng ký mua rồi đăng ký đây à? Dạ đúng rồi. Đây, chuẩn đây bị là những chiếc Taco đấy. Xe chuẩn bị đi đăng ký đăng kiểm. Còn trong này là cái khu vực gì đây mà rộng này em? À. Tiếp nhận sửa chữa đây à? Dạ đúng rồi. Bên đây là phòng dịch vụ. À. Phòng dịch vụ bên này là tiếp nhận sửa chữa, là một cả một cái khu mà rộng như này đây. Và bên này là khu để bảo dưỡng sửa chữa tiếp. Hai khu bảo dưỡng sửa chữa luôn. Dạ bên này chuyên cho xe khách. À, xe khách bên này. Xe khách bên này. Chuyên cho xe tải. Này. Một khu này là chuyên về xe khách này. Rộng quá nhỉ. Này, bên này là chuyên xe tải đúng không? Dạ. Rồi, đấy, mình tham quan qua một chút bên ngoài thôi. Còn mình chờ đợi là cái nhân vật đó là cái chiếc xe của Mercedes. Đấy, mời các bạn đi vào trong showroom đi. Hôm nay rất là vui, cảm ơn em bắt tay cái là hôm nay đã gọi là hỗ trợ cho anh khám phá chiếc xe bớt của Mercedes. Chiếc này là 34 phòng đúng không em? Dạ, 34 phòng anh. 34 phòng. Wow. Dạ. Nhìn bên ngoài nhìn nó sang trọng và đẹp quá nhỉ. Thôi mình lại gần đây tí đi, mình tham quan một chút đi, bên ngoài đi. Cái này là do bên Taco là lắp ráp và phát triển đúng không em? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì những cái động cơ là của Mercedes luôn. Hay còn là hệ thống về khung gầm thì thế nào? Khung gầm là của mẹ của bên Đức luôn. Cũng của mẹ luôn. Dạ. Đấy, bây giờ mình đi tham quan một vòng bên ngoài chút. Đây là cái tên gọi của cái phiên bản này đây là em. Dạ đúng rồi. Nó gọi là cái gì? Anh nhìn chưa ra đâu. Sinato anh. Này, bên này là có một cái giải đèn LED đây, là chạy về ban ngày này. Dạ ban ngày. Rồi có máy lên nó sẽ sáng. Một bóng halogen, còn đây là bóng bi. Đấy. Nhìn bên ngoài thì rất là đẹp. Còn bên trong nội thất thì tí nữa mình lên mình khám phá sau. Dưới này là có mâm nhôm, lốp Michelin, thắng đĩa, là những cái mình có thể nhìn bằng mắt thường được rồi. Ngoài ra là những cái cốp hành lý thì cũng giống như là những cái phiên bản khác của xe Taco. Còn nhìn sơ qua bên ngoài là mình nhìn thấy những cái khu vực mà nội thất bên trong thì rất là đẹp. Tí nữa mình mới lên bên trong. Cái chắc là nhiều người mà mong xem nhất là cái khu vực bên trong đấy. Nhưng mà chắc là anh phải nhờ Tuấn là hỗ trợ mà mở hộ anh xem thử cái máy mẹt như thế nào. Dạ đó. Mình đi một vòng đi. Tại phía sau em mở cái máy này. Hầm kiểm tra. Đấy, logo của mẹt. Đây là mở đây luôn này em. Dạ đúng rồi. Có phải dùng đến khóa không? Dạ, không anh. À không cần. Rồi. Đấy. Cái máy này em có thể nói sơ qua cái thông số máy của anh được không? Thì nó có bảng cái thông số chi tiết của nó này. Đây là kích thước tổng thể này. Đúng. Là chiều dài của xe là 12 m đúng không? Dạ. Cao là rộng là 2,5 m. Dạ. Cao là 3,6 m à? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Đây là cái khoảng bánh trước bánh sau thôi. Đây là có thông tin gọi là chi tiết. Cái này là có 34 giường nằm. Dạ đúng rồi. Đây là cái bảng này của nó. Và đây là động cơ diesel 4 kỳ.
6 xi lanh thẳng hàng có tăng áp, làm mát bằng nước. Dung tích xi lanh là 11.967. 12 lít à? Ừ. 12 lít cho nó dễ. Gọi là 12 chấm ấy đúng không? Dạ, 12 chấm. Ừ. Lớn hơn các phiên bản hiện tại đây. Của Thaco. Đây mấy, là mấy cái máy của Thaco thì cái chai cao nhất chỉ máy 375 thôi. Cái ly hợp này là đĩa đơn ma sát khô, dẫn động, thủy hợp, thủy lực, trợ lực khí lén. Còn hộp số thì cơ khí số sàn 6 số tiến và 1 số lùi. Đấy, còn mình xem về hệ thống phanh này. Hệ thống phanh chính thì có phanh đĩa, dẫn động khí nén và hai dòng độc lập, có trang bị ABS. Rồi phanh dừng thì các loại phanh đĩa, khí nén, lò xo, tăng, tích năng, tác động lên các vẹt bánh xe sau. Đấy, phanh hỗ trợ thì có phanh ký xả, phanh thủy lực. Hệ thống thống treo trước thì có hai bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng. Máy này cơ bản mà. Ừ, máy này cơ bản. Rồi hệ thống sau thì có 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực. Đấy là những cái thông tin cơ bản. Còn có cả hệ thống mà cruise control, hệ thống điều khiển phanh điện tử ABS, phanh thủy lực của Đức. Rồi tủ lạnh có trang bị tivi đường giường. Giá bán hiện tại là 4.890.000. Đấy, chi phí ra biển là khoảng 113.000. Tổng nó rơi vào khoảng là 5 tỷ là sẽ là ra biển được chiếc xe này. Đây anh gửi nhá. Sương sương à, sương 5 tỷ. Tầm sương sương là 5 tỷ nhưng mà rất là hợp lý cho một chiếc xe mà đẳng cấp mà đến từ Đức, có động cơ Đức rồi được phát triển là có nhiều những cái gọi là linh kiện đến từ Đức đúng không? Dạ. Đấy. À, có lẽ là không thể chờ đợi hơn nữa. Bây giờ mình muốn là tiến lên về tham quan cái nội thất ở bên trong đi. Dạ, anh mở lên em mở. Cho anh mở luôn à? Dạ. Cái này là cảm ứng hay là mình bấm tay vào? Bấm như rồi bấm như thế. Đấy. Tuấn lại còn chu đáo là cho anh mở thử nữa. Em bật lên xuống thì mình có thể thấy là có chữ welcome, chào mừng. Còn tên của phiên bản đây. Đấy. Cái này là phần sàn các thứ là bên dưới này là sàn gỗ đúng không Tuấn? Sàn gỗ. Mình sẽ trèo lên và bỏ cái giày dưới này cho sạch nhá. Tuấn có thể là nổ máy được không? Dạ, em lên đây nha. Ok, em nổ máy nhá. Mình sẽ ngồi xem thử là cái vô lăng. Bạn Tuấn container thế nào? Đã không? Quá đẹp luôn. Đã. Cái màn hình này, có màn hình mà rất là lớn luôn. Để luôn anh. Đồ để đi em. Ngon lành liền. Ừ, em. Cái này nó có cái hay là vừa nãy mình không đóng cái cốp đằng sau ấy là không đè nổ được. Dạ. Bây giờ mới đè nổ được. Bây giờ mình ngồi thử ở đây đi, ở cái vị trí ghế lái này, xem là cái cảm nhận nó như thế nào ấy thì nó mới gọi là diễn tả được. Bên này là có một cái đỡ tay bên này thôi. Dạ. Còn đây là những cái nút mà chỉnh lưng hạ ghế ở đây. Ghế vào ngồi cái thì đã thấy là rất là êm và sướng rồi. Ghế hơi thì đa số là xe khách thì hầu như xe nào cũng có từ những cái đời mà 2000 mấy rồi. Đây này. Dạ. Mình ngồi tựa đầu rất là êm. Ở đây là cái vô lăng. Vô lăng thì ở bên dưới này có những cái nút chỉnh về cruise control các thứ, rồi tăng giảm về tốc độ là sử dụng trên cái cần này hết. Còn đây là bên này là điều hòa tự động. Này có phần lốc kê ở bên dưới. Cái này như kiểu là phần cầu trì các thứ này. Rồi bên này là có những nút cắt mát này, điều chỉnh về gương này, bật đèn này. À, bên ngoài này thì hệ thống về bảng điều khiển tắp lô thì có thiết kế một cái gọi là giả về carbon, nhựa giả carbon rất là đẹp. Bên dưới là có những cái báo về cả cái AD Blue là cái dung dịch mà xử lý khí thải. Trên này đồng hồ hiển thị về tốc độ, vòng tua máy, hơi. Đây là những cái thông số là cái km theo mình nghĩ là đã di chuyển là từ trong nhà máy đi vào đến đây và trong quá trình là chạy thử ngoài nhà máy nữa. Có cả báo nhiệt độ ngoài trời. Đấy. Bên này là một cái màn hình rất là lớn để gọi là giải trí ở trên xe, từng trang bị đến từng giường ấy. Bên dưới này thì có những nút về âm lượng, rồi sấy gương, sấy kính, rồi kèn.
nhiều cái tính năng khác thì các bác mà đi trên xe thì mới có thể là biết được này. Có LED 3 nữa này. Đây là nút này chỉnh cái độ cao thấp của cái pha cốt của xe. Đấy, đây là cần số thì có 6 số tiến và 1 số lùi. Dưới này thì có một cái âm ly để gọi là chỉnh về âm lượng của xe. Bây giờ mình sẽ khám phá về cái khoang nội thất phía sau các bạn nhé. Cái đèn thì mình thấy là cũng rất là mới mẻ. Không biết là những cái đời trước là có đèn cái kiểu này không em, hay là mới phát triển theo cái thế hệ của cái xe này? Mới phát triển theo cái thế hệ của Mercedes. Chứ còn những cái phiên bản Taco trước là đèn kiểu khác đúng không? Đúng. Cái này mình liên tưởng như kiểu là cái vảy cá, vảy rồng gì ấy. Cái rồng à? Ừ. Nhưng mà nhìn gọi là rất là đẹp luôn đấy. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan về những khoang hành khách. Ở bên dưới này thì có hai giải LED và một giải dưới chân. Rồi một giải trên này dành cho hành khách mà khi đi ban đêm các thứ là sẽ là có cái ánh sáng để gọi là đi lại dễ dàng và cũng là tăng cái tính thẩm mỹ của xe. Đấy, rồi bên trong đây là cái khoang về của hành khách ngủ nghỉ thì xem là có sự cải tiến gì nào. Thì mình thấy ở đây này là có cái cổng sạc. Tức là ngày xưa thì cổng sạc là nằm ở phía bên này. Nhưng mà bây giờ Taco đã thay đổi là nằm ở đây thì tiện cho hành khách vì lúc nằm á. Lúc nằm đúng không? Là mình có thể là sử dụng là trực tiếp mà cắm sạc ở đây được. Rồi tai nghe ở đây thì mang cái tính mà tiện dụng hơn và gần gũi để người sử dụng hành khách đi xe là có thể mà dễ dàng sử dụng hơn. Đấy là một cái mà cải thiện theo giống như kiểu là theo thị hiếu của người Việt Nam mình. Đây là cửa gió điều hòa thì nóng mở dễ dàng ở đây được này. Còn đây là có đèn cho từng cái khoang riêng này thì mình có thể bật ở đây. Bật ở đây là có đèn. Là ai ban đêm mà muốn đọc sách hay làm gì đó thì có thể bật đèn đây. Đấy, tắt đi để có sự riêng tư nữa. Đây thì có bật màn hình TV, rèm thì những cái này thì hầu như là những cái trang bị mà cơ bản nhất xe kiểu là 34 buồng là đều có. Đấy, giới thiệu các bạn sơ qua thế nhá. Dưới này thì những cái khoảng mà để chân đây thì mình cảm giác là rộng rãi. Có người nằm đây là có thể là để đứng cái chân lên đây được, không có bị chật chội và khó chịu. Tiếp theo đó thì mình đi một vòng xuống cuối xe xem nào. Những cái này tay nắm đây để cho hành khách mà nằm ở bên trên, gọi là có thể là khi di chuyển trèo lên trèo xuống các thứ là có cái bậc nắm ở hai bên này. Mình bám hai tay một cái đây là bám lên để trèo lên giường nó dễ hơn. Điều hòa thì rất là mát đấy. Mình thấy là anh em mình vừa mới lên mà nổ được một lúc thì bên trong này đã mát rất là nhiều rồi. Còn cơ bản thì mỗi ghế đều có một cái dây an toàn như thế này để hành khách có thể là thắt dây an toàn. Và đây là khoang phía sau sát với lại động cơ, nhưng mà mình có cái cảm giác gọi là rất là êm, không có bị ồn. Có thể nói là họ làm về cái cách âm là tốt đấy. Cái này anh nhìn thấy là có vẻ như thoáng hơn những cái phiên bản khác đúng không? Dạ, những phiên bản nhiều. Cái phiên bản khác thì cái phòng sau này họ làm rất là kín đấy. Đúng không? Kín hết mấy cái vách kia này. Còn cái khu vực này thì mình nhìn cái cảm giác là nằm đây rất là thoáng luôn nhá. Dạ. Ở phía sau còn dư. Không bị gọi là cảm giác ngột ngạt ấy. Chứ một số xe thì mình nhìn nó kín quá. Thì cảm giác khách nằm ở đằng sau này nó không có thoải mái. Bây giờ mình sẽ thử nằm vào cái ghế xem thế nào. Đúng như mình vừa mới nhận định về cái khoảng để chân đây rất là rộng và dài. Đây, bây giờ nhờ Tuấn có thể quay hộ anh vào trong cái khoảng để chân ở dưới này này. Là cảm giác là so với những cái phiên bản trước ấy là cái này đã cải tiến mà dài và rộng ở cái khoảng để chân đây rất nhiều luôn. Dư luôn anh. Dư nhiều lắm, dành cho những người mà có chiều cao tốt hơn, ví dụ như là đến thậm chí là đến 1m9 là nằm đây vẫn cảm thấy thoải mái. Dạ. Mình nằm đây là cảm giác là mình là người mà các bạn biết rồi, đi lại bằng xe khách ấy, di chuyển bằng tất cả các thể loại xe khách rồi, nhiều rồi. Cho nên là mình có thể là đánh giá gọi là cái tư thế nằm cảm giác nó xem nó như thế nào, cải thiện nhiều hay không. Nhiều xe nằm là sẽ hơi có cảm giác là mình bị mỏi cổ. Nhưng mà cái gối này thì đỡ đây là cũng hợp lý này. Có nhiều cái thì mình có cái cảm giác là nó hơi bị mỏi cổ, nó bị cứng. Cái gối đỡ này mà
nó cứng quá thì đi cái đường xa nó khó chịu. Còn cái này thì mình thấy là cảm giác nằm nó rộng, rất là thoải mái. Với một người mà nặng mà 80 cân như mình như thế này thì nằm với cái này là ok rồi đấy. Rất là thư giãn. Với điều kiện mà thời tiết ở Sài Gòn bây giờ nóng như thế này thì chỉ muốn nằm đây ngủ đến chiều thôi. Nhưng mà thôi, sợ làm lâu là tốn dầu. Nên là bây giờ mình có lẽ là đi xuống để ngắm xem là về cái đèn các thứ trên xe như thế nào nhá. À, chưa nói thêm các bạn trên phần trần đây thì cũng là bọc da rồi. Cái gì mà gọi là hầu như là những ở những phiên bản trước thì bây giờ cũng đều có hết. Đường sau đấy bọc da hết, rất là sạch sẽ. Đấy. Đây, cái này mình nắm đây là mình ngồi dậy rất là thoải mái. Còn đây thì cái này là lưng hạ về cái ghế này ở bên này. Rồi. Cái ghế ở bên này là mình chỉnh cái tư thế đây. Như thế này là mình đi vừa ngắm cảnh được. Đấy, thoải mái, thư giãn hơn. Ok, bây giờ mời các bạn đi xuống xe thôi. Hôm nay là một cái buổi mà khám phá nhanh về chiếc Mẹt. Nhưng mà theo mình nghĩ thì mình có lẽ là cũng đã gọi là trải nghiệm thì trèo thử lên cái tầng trên này cho các bạn xem này, cái thao tác trèo như thế nào. Đây thì có đến 3 bậc cơ, cho nên là dễ dàng trèo lắm, người cao người thấp gì cũng trèo được. Đấy, giống như mình vừa nói đấy, có cái tay nắm ở đây mình trèo lên rất là tiện. Ngồi đây, nằm xuống như này. Wow, có gió này, thổi trực tiếp vào người luôn ấy. Bây giờ anh nằm ngủ đây đến chiều không biết là có được không, hết dầu không hả Tuấn? Dầu bao la. Dầu bao la. Thôi nói thế thôi chứ vì bây giờ là mình còn thấy có thêm mấy dòng xe bớt khác ấy. Thì cái chuyến đi lần này mình sẽ khám phá thêm một cái dòng xe bớt nữa. Thì các bạn sẽ đón xem ở cái tập sau ấy. Bây giờ mình sẽ xuống bên dưới đi. Bên này là ghế phụ. Đầy đủ hết. Ghế lơ, ghế phụ. Cổng mở cửa. Ok. Hai dải đèn LED ở phía trước này thì cũng rất là thông dụng rồi. Hầu như những phiên bản khác của Thaco thì đều có. Đây là có những cái dải đèn LED đây, chạy đây thì mình nhìn thấy là buổi tối thì sẽ rất là đẹp. Đây là một cái buổi mà khám phá nhanh về xe bớt, xe khách đi, mình gọi xe khách cho nó dễ, của Mercedes-Benz mà được Thaco lắp ráp và phát triển tại Việt Nam. Đấy, chiếc xe có giá là 5 tỷ nhá. 5 tỷ rất là hợp lý luôn đấy. Đây, cảm ơn Tuấn là hôm nay là đã giới thiệu đến anh con Mẹt. Đấy, có giá là 5 tỏi. Giá 5 tỏi thì một cái giá cũng hợp lý, theo mình là hợp lý với một cái thương hiệu lớn rồi. Những cái dòng khác của Thaco ấy, những dòng bớt như này này, nhà dòng xe giường nằm ấy mà 34 buồng mà nếu mà của Thaco lắp thì có giá khoảng bao nhiêu em nhỉ? Dạ, 34 buồng có giá nó tầm khoảng 4 tỷ 1 à. 4 tỷ 1. Con này thì nhiều phiên bản cái giường nó có nhà vệ sinh hay không? À. Nó chỉ là mấy có nhà vệ sinh thì đắt hơn khoảng bao nhiêu? Dạ, có nhà vệ sinh á thì nó mình hỏi ngàn cái em quên luôn. Nhưng hơn 100 triệu thì đấy thôi chứ mấy, đúng không? Không tới anh. Không tới ít à? Ừ, thế đại loại mình cứ cho là xe dịch mấy chục triệu đi nhỉ. Dạ. Đây này, tiện đây có con Iveco này, giới thiệu nốt cho anh xem này, có con Iveco này. Dạ, đây thương hiệu Iveco này của Ý. Đấy, từ châu Âu rồi, hôm nay mình khám phá xe châu Âu thì mình khám phá lốt đi. 16 chỗ châu Âu á. Nhìn cái cửa là thiết kế là cửa mở phía trước luôn này. Dạ. Rất là cao, rộng rãi nhỉ. Đấy, cửa đóng chắc lịch luôn. Chà, cũng của Thaco lắp ráp luôn đúng không? Dạ. Lúc cái thương hiệu này mới ra thì nó là cái dòng xe 16 chỗ bầu hơi đầu tiên tại Việt Nam. Cái này có bầu hơi luôn? Dạ, bầu hơi nó nằm phía sau. Phía sau, còn phía trước này thì cái này giảm chấn bằng thủy lực bình thường thôi đúng không? Dạ. Còn đây là thắng thì có thắng đĩa luôn này. Đấy, thắng đĩa luôn. Có thêm cái chụp mâm Iveco luôn. Tiện đây mình giới thiệu qua anh em sẽ hỏi tại sao không quay thêm. Cái này thì có khác biệt so với những cái dòng xe 16 chỗ khác thì có cái lốp đôi. Lốp đôi. Đấy, tăng thêm cái độ chịu tải. Đây, cái bầu hơi đây. Bầu hơi này thì giúp cho mình đi sẽ là được êm ái hơn. Đấy.
nhìn nó cũng dài rộng hơn nhỉ, so với cái phân khúc 16 chỗ. Và bây giờ hiện tại nó có giá khoảng bao nhiêu em? Dạ, xe này thì cái phiên bản bầu hơi, 16 chỗ bầu hơi thì nó đang có giá là 1 tỷ 099. Lăn bánh là khoảng bao nhiêu? Dạ, chi phí giấy tờ nó khoảng 35 triệu nữa. À thế à, rẻ dạ. Vậy à? Dạ. Iveco Daily Plus. Đấy, sau này là cái mở cửa đôi luôn này. Dạ. Rất là rộng luôn này. Cái này kéo xuống đây đúng không? Dạ. Đấy. Phân khúc này nó có 16 ghế. Còn ngoài ra nó cũng có cái phân khúc 19 ghế nữa. Có cả 19 ghế nữa. Dạ. Thế thì gọi là rất là tiện dụng cho những người mà làm vận tải hành khách đấy. Dạ. Bây giờ mình lên thử cabin một tí mà. Cái này cửa mở thì dùng dạ, cửa vung giống như bên kia, nhưng mà mình muốn mở này phải dùng khóa điện đúng không? Bên cái cửa bên tài á, kia mình mở cái cửa vung này. À, anh nghĩ là có cả khóa điện nữa. Cái cửa này thì mình nhìn thấy là có thiết kế là có một cái tấm kính rất là lớn này. Phía dưới này thì che cái bậc chân rồi, nhưng mà đem lại cái tầm nhìn mà rộng đẹp. Cho hành khách ngồi trên đi như kiểu là đi như kiểu là du lịch các thứ ấy, trải nghiệm thì sẽ thấy là quan sát ra ngoài là tầm nhìn rộng rãi hơn. Dạ, mới mở cái cửa bên kia rồi. Ok, em mở lên đấy ra. Đè luôn, làm tí điều hòa cho nó mát em. Nào, bây giờ lần đầu tiên đấy, cũng biết là có xe Iveco của Thaco là lắp ráp rồi, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà lên trên xe để thử xem lại có điều gì khác. Thì ngày hôm nay là khám phá đến hai bản xe của châu Âu, đó là một phân khúc mà Mẹc, rồi Iveco cũng là một cái mà thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Cái vô lăng nhìn cũng đẹp nhỉ. Anh ngồi bên quay cho. Khỏe chắc chắn. Ngồi lên đây. Ok, để anh ngồi thử xem mà. Ghế hơi không? Dạ. Cái này có ghế hơi luôn không? Không, ghế này không hơi. Ghế thường à? Thực ra cái dòng này êm rồi nên là người ta cũng không cần đến ấy nữa. Đến cái ghế hơi nữa. Dòng 16 chỗ này thì cũng ít xe có ghế hơi lắm. Hình như không có. Mát nhở, điều hòa vừa lên cái mát nhở. Hình như nó có tính năng nó tự động cái tăng cái ga lên hay sao, mình nghe có tiếng ga nó nổ tăng hơn hay sao. Kéo đâu, kéo tới đâu. Đây có túi khí luôn các bạn này. Cái này có một túi khí ở phía trước này. Cái này ví dụ như người ta mà muốn làm gọi là xe buýt ấy, mà gọi là xe buýt đường ngắn mà buýt nhanh ấy, thì sử dụng những cái phiên bản này rất là hợp lý luôn đấy. Đây là điều hòa mát mạnh luôn đấy, rất mạnh rồi. Cái này là cái bản hiển thị về dầu rồi các thông số khác. Đây là chỉnh gương lên xuống kính ở đây. Cái này là mở cửa bên kia ở đâu em? Cái nút dạ, mở cửa bên đấy. Dạ. Đây là cần số thì thiết kế là ở trên này. Máy êm ru. Đấy, điều hòa mát lạnh. Dòng xe du lịch mà điều hòa không mát thì nói chuyện gì nữa. Cái này là cái sấy ở gương hai bên này. Đây các loại đèn ở trên trần. Đấy. Bây giờ mình thử ra phía sau của cái xem. À, phía sau công nhận là cái khoang này đi lại rộng rãi này, cái phanh tay ngay đây. Vì người ta thiết kế cái kiểu này dành cho ví dụ như sau này những cái xe người ta làm bít chẳng hạn, người ta làm những cái thanh lắm ở đây, đứng ở đây rất là tiện. Chỗ này mình có thể lắp thêm cái tủ lạnh đấy các bạn. À, đúng đấy, như Tuấn nói thì ngoài ra là có thể lắp thêm cái tủ lạnh ở cái vị trí đấy. Cửa gió điều hòa. Ghế ngồi rộng lắm. Rộng thoải mái. À, anh thử ngồi cái giả bên này coi khoảng cách từ ghế trước tới ghế sau. Ok, để anh thử cái độ ngả một chút xong anh sẽ sang đấy. Dạ. Nó có gọng gãy. Cái độ ngả nó ở đâu nhỉ? Này kéo đâu? Bên này à? Vẫn phía trước này. À đây. Rồi đứng lại đây nhá. Thử ngả hết cỡ. À đây là ngả hết cỡ rồi này. Kéo lên là như này. Ngả hết cỡ như này. Như này thì cũng gọi là vừa đủ thoải mái di chuyển trong những cái quãng đường ngắn rồi. Và để mình thử ngồi ra sau này xem cái có vướng cái chân lên đấy đây không. À, họ làm như thế này là để không có bị vướng cái chân cho những cái hành khách ở phía sau này. Chứ còn nếu mà làm ngả quá thì hành khách phía sau này sẽ bị vướng chân. Còn như vậy. Có một cái này này, có một cái điều như này. Nhiều xe họ thiết kế thì bị cái ghế này cao quá.
là đôi khi khách sẽ phải kiễng chân xuống, với chân xuống như thế này. Đấy là mình đi rất là nhiều cái loại xe khách mà cỡ từ 29 chỗ trở xuống ấy, thì mình thấy là hoặc kể cả 45 chỗ nhiều xe người ta làm cao quá, nhưng mà 45 chỗ thì nhiều khi có nó một cái tấm sắt để mình đạp ở đây xuống như này, nhưng mà dòng như thế này thì chân mình để này là rất là vừa vặn với người Việt Nam. Rồi để thử cái hàng ghế bên này nhá, khoảng để chân. Một ngày này thì gọi là trải nghiệm xong với lại mấy cái chiếc xe của Thaco đi. À, rộng nhỉ, khoảng để chân đây rộng. Bây giờ mình ngả cái này xuống luôn. Đấy. Thoải mái luôn, không bao giờ vướng luôn. Đấy. Chỗ này thì cũng giống như những cái xe khác thôi, những cái này cơ bản là để hành khách bỏ những cái vật dụng cá nhân, chai nước các thứ ở đây. Tay nắm. Nhưng mà công nhận là cái xe này rộng. Đấy, trần đây là rất là cao luôn, trần này chắc mình theo mình đoán này, trần này khoảng cỡ 1m8 mấy. Tám mấy cho đến 1m9. Cái hàng ghế sau đây, sau cùng đây thì cũng có cái khoảng để chân rộng rãi. Có cửa gió điều hòa ra đến tận sau luôn. Đấy. Rồi có thêm cả dải đèn LED ở đây. Rồi. Thế là lên khám phá một chút về cái chiếc Iveco này. Mình nghĩ là những cái chiếc Iveco này mà có bác nào mua về độ theo kiểu Mobi Home thì chất lắm này. Rộng ấy. Dạ. Rộng với dài hơn những cái phân khúc khác. Bản này 16 chỗ, ngoài ra nó còn phiên bản 19 nữa. 19 thì nó sẽ không có thoải mái bằng cái này xíu. Cửa lùa êm ái nhờ. Cái này là gió đằng sau. Là đây, muốn mạnh gió ở đằng sau thì vặn đây. Này. Vặn đây là cho nó cái tốc độ gió ở phía sau hành khách là vặn ở đây. Mạnh yếu ở đây. Rồi. Bây giờ mới thấy bản 16 chỗ cửa là cửa kiểu này, còn bình thường là người ta là cửa song này. Đó. Nhưng mà cái này thường ở trên thị trường bây giờ thì phần là cửa hay cửa lùa. Hành khách vừa đi lên đây cái là bác tài cho em xin tiền, cái là tiện tay với nhờ. Thế bình thường là đường sau kia là với ngược ra sau cho em xin tiền cái. Rồi, hôm nay cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã hỗ trợ cho anh khám phá về hai chiếc xe gọi là rất là cao cấp của châu Âu, đó là chiếc Merc và chiếc Iveco. Thì giới thiệu qua cho bạn, nếu mà có muốn quan tâm nhiều cái dòng xe này hơn thì vào kênh của em Tuấn là Tuấn Ròm xe tải bớt. Tuấn Ròm xe tải bớt. Người ròm hôm nay chưa lại đi ăn cơm mà hơi ít đấy. Thả nào mà ròm là phải rồi. Thôi tạm biệt các bạn nhá.